Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức giải bóng đá thiếu niên nhi đồng U21 và U13 thị xã Phú Mỹ năm 2023. Thì đội U11 thì có 8 đội được chia thành 2 bảng đá trong vòng 5 ngày để chọn ra đội nhất nhì. Đây là một giải thường niên thị xã Phú Mỹ tổ chức để tìm ra những nhân tài cho tỉnh nhà tham gia giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Xin chào các bạn. Bây giờ là hai đội ra sân để làm thủ tục. Trang phục màu đỏ là phường Mỹ Xuân, còn trang phục màu hồng là trường Quang Trung. Và hai đội đang ra sân để làm thủ tục. Người hai đội làm thủ tục chào khán giả. Hai thủ tục. Rồi, hai đội bắt tay không? Bắt tay với nhau. Các cầu thủ đang bắt tay với nhau. Đây, trọng tài đang làm thủ tục để hai đội chọn sân. Anh 4 thòng không? Được chưa bé? Các em ơi. Hai đội chuẩn bị anh Lâm ơi, con lên cao quá. Bước vào trận đấu rồi. Bảo Lâm đá giữa. Rồi, đội Cương Mỹ Phúc Mỹ. Hai bàn kèm nhau kìa, sao vậy? Đấy đi Lâm ơi. Hay quá. Té lên trong tay cho thôi, mất đá đi, đá đi. Lên Lâm kia. Áo bảy ơi, số 7, quyết liệt lên con. Ba thâu, con phải chạy trước, quyết liệt lên. Kèm người con ơi. Số 4 ơi, số 4 để ý con.
Mệt đấy. Cố lên em. Mày qua bùa ơi. Đây. Cố luôn nào ơi. Cố đi, sút. Mày xuân được phải có phạt đây. Theo luôn Bảo Lộc, theo luôn. Đúng rồi Lâm ơi, hay lắm, còn con phải kèm ơi. Nam ơi, đá chứng khoái cho Nam ơi. Bảo Lâm, đá đi, đi đâu? Đá đi, đúng không? Đúng rồi. Đây chỗ. Giờ này Lâm ơi, giờ kem giờ này Lâm ơi. Kem này Lâm ơi, kem này bùn Lâm ơi. Quyết liền hết, quyết liền lên. Lâm ơi, về con. Lâm ơi, lên về hỗ trợ Lâm ơi. Thình lên kia số 7 đâu. Đúng rồi, đi luôn, đi luôn. Số 4 ơi, số 4 phải lên 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 đi chứ. Thank you.
con vứt lên, con phải nhìn người đã có bạc. Sao Lâm sao bảo Lâm sao không đá con lên con giật giật bóng chứ. Đúng rồi, công phục hay lắm công phục. Thủ môn ơi, con phải vứt cao lên. Quang Trung về Mỹ Xuân này. Hay lắm, được rồi, ok. Tiền đạo phải sát người vào, hậu vệ cầm phải hạt tiền đạo hậu vào. Lên con hạ là lên su. Sao nặng thế này đi. Nhung nó lên đã chuyền không được đâu. Mập nhưng mà lại không đâu được cái thằng thằng số 7 thằng mưa thằng năm vào để trong cái lúc để số 10 đã được rồi. Đúng rồi. Thằng số 8 này đã nó đã hồi về hết chất hết này. Thằng số 8 này. Để thằng số 8 nó giúp bớt xuống đi à. Thằng số 8 nó đã hết hết rồi. Nó vì nó không biết em ơi. Lên xuống. Kèm không? Kèm sát vào. Sao vậy? Người bắt sau lưng kia.
Lên đây, lên số 8 ơi. Không phải đâu, mình đều cảm đôi bàn đoạn hay quá. Đôi bàn đoạn hay quá này, làm được không? Nặng quá. Bàn hay quá. Em mua hết. Em mua 1.000. Rồi, hiệp 2 bắt đầu. Đóng mẹ không anh? Đóng luôn. Con đã hụt lục. Rồi, mình Xuân giao bóng. Chạy về đi. Bên này. Phải tính, thủ môn phải tính nhá, cái nó thả được thả. Bên kia nhá.
người kìa, đá xong chạy về cao người. Rồi, đá biên lên đi. Thủ môn lên thủ môn chứ. Tại là thủ môn là phải thủ môn con nhanh lên con phải lên nè. Cái đó con thủ môn con phải lên đấy. Thủ môn chân chưa quả thủ môn cái lên kịp mà. Tiền đạo đâu, tiền đạo lên đi, không còn lui. Hay quá. Đâu rồi bạn đâu? Quang Trung hay hơn. Không xa đâu. Tiền đạo lên đi, không có lui. Họ thế bóng đấy. Tụi mới vẫn được chắc phết nha. Tiền đạo lên đi, tiền đạo số 10 lên tên. Ê! Tiền đạo số 10. Lên đi. Tiền đạo số 10 cứ lên tên đi. 14 kìa. 14 kìa. Bỏ đi. Rồi đá lên luôn, tiền đạo số 10. Đá bóng lên, đá bóng lên. Đá con lên. Từ từ vào, từ từ vào. Bên này. Kìa, tiền đạo kìa. Rồi, thủ môn lên luôn. Đúng rồi. Rồi, thủ môn đá lên. Chạy khe. Kèm người. Chưa chưa. Chầm cái. Thằng của em tên đào rồi đấy. Thằng của em một mình xử lý được. Kìa. Kìa người sao đây? 11 kìa. Ơi.
sống kìa. Rồi bình tĩnh đi. Không lừa được đâu, mình không lừa được nó đâu. Tất cả lùi sang đây, kèm người sang đây nè. Kèm vô. Lâm kèm nữa, kèm. Lùi sang lên. Một người vào thôi. Đá con rao đâu cả, đá đây, đá. Chú muốn lên. Đúng rồi, con đã bình tĩnh con vậy. Hết hẹp rồi. 516171 rồi. 67 hồn gì rồi. U 11. Cũng giống mình vậy đó. Em lại kìa. Bắt người vô. Kèm người. Kèm người, một kèm một đứng sau đứng họ. Không cho họ đá. Sang nước lại, sang nước lại. Có nhưng mà nó đá. Cùng lên. Thủ môn hay quá, 12. Ôi, Phúc! Phúc ơi, em thả 11 kìa! 11 kìa! Hiệp 2 nè! Lên ra thủ môn, đúng rồi. Đúng rồi, thủ môn phải ra vậy rồi. Cái thùng môn, Ui, Phúc. Em thấy cóc vô. Kìa, ở trên. Ném lên nhanh. Chuyện nhẹ thôi. Rồi. Nè. Đang quay đấy.
cũng được. Kìa kìa kìa, chạy kìa. Thấy không anh? Kêu Vinh chạy ra chỗ trống trống á. Có bắn nè. Lâm ơi lên vậy. Cho Lâm lên tên đào đi. Ổng cứ thầy kia cho cái cánh bên kia bạn cứ chạy quá như này hoài. Hay quá. Hay quá. Cầu môn hay quá. Nó là con phải nhiều khi con phải rái như vậy nó mới đúng đấy đó, đúng bài đấy, thật đấy, đúng muốn như hay đấy. Số 10 số 10 về cho Lâm lên trên này. Lâm ơi đứng dưới con ơi, đứng dưới sân kìa. Ba là đấy, thủ môn hay lắm. Nem con. Số 10 ở dưới ông Lâm lên nha con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiền đạo con đứng đây chi vậy? Đúng rồi. Bên đây rồi. Hai. Bên đây bên kia mà. Hai em lên đạo không bơi lên đi. Hai nam không bơi lên đây không bơi. Lên con kia, đá lên con. Chị Lan ơi. Đó, con thấy không? Con mình lên, con phải lên, lên, con phải hậu vệ yếu là con phải lên tí nhá. Số 4 này hậu vệ chờ đám số 4 này đã hậu vệ không? Bắt bóng rồi mình mới sút. Ai các bạn? Anh Dũng ơi, đi ra ngoài sân luôn đi. Dũng Dũng, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Hậu vệ nhá, quét nhá. Đá cho mạnh mẽ lên con trai. Không có đó, đấy các em ơi. Rồi, nhẹ sao lâu này, nhẹ nhẹ. Số 6 à. Số 7 nó cũng ra rồi. Có về anh càn cái lá đấy. Số 83. Nặng quá rồi, cả khổ rồi nè. Cái đồ thì nó thấy nhiều hậu về đi. Nó thể đưa nhưng mà chắc thì bây giờ nó đang đá hậu vệ mà. Ừ, cái này nó chạy. Thì hậu vệ nó mới cứ chỉ thì anh nước dẫn cái lên trước rồi em cái đeo tiền đạo nó đá. Tiền đạo nó mà được rồi. Nó cũng về này, thằng số 10 cho tiền đạo, thằng số 10 nó lại lùi về quá. Cứ thắng sát thằng này thủ môn này. Không cho thằng Trọng Lâm, cho thằng Lâm thanh lên. Thế nào? Chứ mình đã nói hôm nay là bị rối. Rồi rồi, tao cái này đi. Tới được bây giờ. Nhưng nó sút được phạt luôn. Thank you.
ai là thấy thắng ai. Thank you.
Thank you.